Hôm nay, Quốc hội dành nguyên một ngày điều đình ở hội trường dự thảo bộ luật lao động sửa đổi. Trình bày lên tiếng tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật, chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho hay, một số ý kiến đại biểu Quốc hội và nhiều đoàn đại biểu Quốc hội đồng ý với đề xuất của chính phủ về việc tăng thêm một ngày nghỉ có hưởng lương. Nhưng không đồng ý lựa chọn ngày 27 tháng 7 mà đề xuất chọn ngày gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6 hoặc một ngày khác, bà Anh nói. Về vấn đề này, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trưởng ban soạn thảo dự án bộ luật xin rút đề xuất tăng thêm một ngày nghỉ có hưởng lương là ngày 27 tháng 7 hàng năm sau khi Quốc hội điều đình tại hội trường tại kỳ họp 7. Chính phủ đề nghị giữ nguyên số ngày nghỉ lễ như hiện nay, không đề xuất thêm ngày nghỉ. Tuy nhiên, quá trình lấy ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội về dự thảo bộ luật và kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiều ý kiến nối tiếp đề nghị bổ sung luật pháp về việc tăng thêm ngày nghỉ hưởng nguyên lương đối với người lao động và chọn ngày gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6, bà Nguyễn Thúy Anh lên tiếng trước Quốc hội. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nối tiếp xin ý kiến đại biểu Quốc hội theo hai phương án. Phương án 1, không bổ sung ngày nghỉ lễ. Phương án 2, bổ sung một ngày người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương và chọn ngày gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6 dương lịch. Cũng theo bà Thúy Anh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý việc đề xuất mở rộng rãi khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa dù thực tế người sử dụng lao động và người lao động có nhu cầu. Việc tăng thời giờ làm thêm trong điều kiện công tác thanh tra, kiểm tra, chế tài xử lý vi phạm còn hạn chế sẽ có thể dẫn đến tình trạng doanh nghiệp lợi dụng thời giờ làm thêm, khai thác tối đa sức lao động, thành quả là người lao động sẽ cạn kiệt sức lao động sớm hơn so với tuổi lao động, bà Thúy Anh nêu. Song, chính phủ vẫn mong muốn nối tiếp trình Quốc hội phương án tăng thời giờ làm thêm như đã trình tại kỳ họp thứ 7 để Quốc hội nối tiếp điều đình. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đề xuất hai phương án để Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Cụ thể, phương án 1, luật pháp theo hướng giữ khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa như bộ luật hiện hành. Đồng thời, ghi rõ rệt nâng thời giờ làm thêm theo tháng là 40 giờ tháng thay vì 30 giờ tháng và bổ sung luật pháp chi tiết về các trường hợp được tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ năm để người lao động biết, làm cơ sở cho việc rét sát tuân thủ, bảo vệ được quyền lợi, sức khỏe của người lao động. Phương án 2, nâng khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa từ 300 giờ theo luật pháp hiện hành lên 400 giờ năm theo đề xuất của chính phủ. Theo bà Thúy Anh, luật pháp theo phương án này không khống chế thời gian làm thêm giờ theo tháng, nhưng chính phủ phải nối tiếp nghiên cứu với các kiến nghị của đại biểu Quốc hội, chuẩn bị danh mục chi tiết các ngành, nghề được mở rộng rãi khung làm thêm từ trên 300 giờ đến 400 giờ. Bên cạnh đó, đánh rét mức tác động và bổ sung luật pháp trả lương lũy tiến làm thêm giờ kể từ giờ thứ 201 hoặc từ giờ thứ 301 trở đi và trình Quốc hội dự thảo nghị định chi tiết.